Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sách trời ghi rõ, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, Quá Lâm chi hổ, đón lộc xuân mới, được trời thương Phật độ, biết được thiên cơ, giải hung hóa cát mà gặp thời đổi vận, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về nhà, giàu có hết phần thiên hạ. Thưa quý vị, trong cuộc đời của Nhâm Dần, nhất định phải trải qua một lần đối mặt với sinh tử mới có thể minh bạch, sinh mệnh quý tới nhường nào. Nhâm Dần nếu đã trải lâm trọng bệnh mới hiểu cuộc sống thật tuyệt vời biết bao, thế sự vô thường, đời người là hữu hạn. Sinh mệnh mong manh ngắn ngủi, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên hãy sống trọn vẹn với hiện tại, trân quý mọi người xung quanh. Trong những năm gần đây, trên thế giới thường xuyên xảy ra những thảm họa, động đất, sóng thần, dịch bệnh, cúm, lũ lụt, hạn hán lần lượt xuất hiện ở nhiều nơi, khiến vô số người phải âm dương cách biệt với người thân, bạn bè. Mỗi khi nhìn thấy một hình ảnh khiến người ta trào dâng lên sự buồn thương, mỗi khi nghe tiếng khóc thảm thiết của người chịu cảnh mất đi người thân, nhiều người trong chúng ta ắt hẳn sẽ không kìm được sự chua xót mà thốt lên sinh mệnh quả thật mong manh làm sao. Vậy thì khi sinh mệnh không còn, tiền bạc vật chất hay địa vị danh vọng đâu còn quan trọng nữa. Đối với Nhâm Dần, tử vi học tin chắc rằng, ở cái tuổi ngoài 60 này đâu còn gì chưa từng trải nữa, thế sự vô thường, đời người là hữu hạn, sinh mệnh mong manh ngắn ngủi, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên hãy sống trọn vẹn với hiện tại, trân quý mọi người xung quanh, những việc cần làm hãy gắng hoàn tất, những người nhung nhớ hãy sớm gặp mặt, đừng lưu lại tiếc nuối suốt một đời, hy vọng Nhâm Dần có thể sớm lĩnh ngộ những điều trân quý trọng sinh mệnh. Nhân tâm hướng thiện, tôn kính tam bảo, ắt sẽ được sự bảo hộ của thần Phật, và trong suốt phần đời còn lại hãy sống khỏe mạnh, nuôi dưỡng một trái tim chân thành, thiện lương, nhẫn nại, sống một cuộc đời ý nghĩa để trọn kiếp bình an. Hy vọng với phần dự đoán năm 2024 của quý cô bác tuổi Nhâm Dần dưới đây, tử vi học tin chắc rằng bài luận giải sẽ có ích đối với Nhâm Dần ở chặng đường phía trước này. Nếu thấy hay, mong quý cô bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho đội ngũ ban biên tập chúng tôi nhé. Cảm ơn thiện tâm của quý cô bác. 1. Đánh giá chung vận trình tử vi 4 phương diện tuổi Dần năm 2024 như sau. Đối với người tuổi Dần, Giáp Thìn 2024 có thể nói là một năm đầy thách thức và cả các cơ hội. Nhìn chung, vận trình năm nay có thăng có trầm, ngũ hành lưu niên tương sinh song vẫn có hung tinh tác động. Quý cô bác sẽ cần chuẩn bị tinh thần để đối phó với những thay đổi. Đôi khi bản mệnh có thể sẽ nghi ngờ chính bản thân mình, nếu không kịp giải tỏa sẽ rất dễ lâm vào khủng hoảng. Năm nay quý cô bác được nhắc nhở nên kiềm chế tính nóng nảy của bản thân, đặc biệt là ở nơi công cộng, không được quá bốc đồng hay can thiệp vào chuyện không liên quan tới mình, nếu không có thể dẫn đến tai họa. Công việc, cơ hội phát triển vẫn sẽ đến với bản mệnh trong năm Giáp Thìn, những thay đổi hay bước ngoặt cũng hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đôi khi còn khiến quý cô bác bị choáng ngợp. Các mối quan hệ tốt nhất nên dĩ hòa vi quý, tránh những tranh chấp xung đột với đối tác, đồng nghiệp. Năm nay quý cô bác có thể cân nhắc chuyển đổi lĩnh vực hoặc chuyển đổi công việc, tuy nhiên vẫn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng quá nóng nảy, bốc đồng, mà phải suy nghĩ thực tế để phát triển tốt sự nghiệp của mình. Tài lộc, hung tinh gây nên không ít xáo trộn cho tài vận của tuổi Dần trong năm mới. Tài lộc năm nay có thể nói là lên xuống thất thường. Tính chất biến động rất mạnh nên về mặt quản lý tài chính quý cô bác càng phải thận trọng kẻo phá tài. Đối với việc đầu tư và kinh doanh, bản mệnh cũng phải có tính toán cẩn thận hơn để tránh việc vung tiền vô ích. Tình cảm, cảm xúc của người tuổi Dần được dự đoán sẽ có nhiều dao động trong năm 2024, bản mệnh trở nên nhạy cảm hơn, thiếu cảm giác an toàn. Điều này sẽ khiến quý cô bác lo lắng về những cái được và mất trong mối quan hệ
và quý cô bác có thể đánh mất tình yêu đích thực của mình nếu hành xử không đúng. Quý cô bác nên chú ý không mang những cảm xúc tiêu cực về nhà để không ảnh hưởng đến mối quan hệ hôn nhân. Sức khỏe. Người tuổi Nhâm Dần cần chú ý hơn đến sức khỏe thể chất, duy trì thói quen sinh hoạt tốt, đặc biệt tránh mệt mỏi, căng thẳng quá mức, duy trì lối sống lành mạnh để đẩy lùi bệnh tật. Năm nay có hung tinh chiếu mệnh, có thể gây ra thương tật, tai nạn hoặc nguy hiểm đến tính mạng, quý cô bác cần hết sức lưu ý. Tuổi Dần mạnh mẽ nên dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của cuộc sống và công việc, họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi hưởng thụ khi chưa có địa vị quyền lực trong tay. Tuổi Dần thiên là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Nhiều khi họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng một khi danh dự lòng tự trọng bị xúc phạm, thì tuổi Dần sẽ căm ghét ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu chăm chỉ làm việc, quý cô bác sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Ở tuổi Dần có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống rất tình cảm. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Nhâm Dần trong năm 2024. Theo tử vi khoa học, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Dần trong năm Giáp Thìn 2024 đứng trước nhiều bước ngoặt và thử thách, bản mệnh vẫn có cơ hội phát triển nhất định, đón những thay đổi tích cực nhờ có sao dịch mã chiếu mệnh, song mọi thứ tưởng như tốt đẹp đều có thể biến thành áp lực nếu cô bác không đủ quyết tâm và nghiêm túc theo đuổi mục tiêu của mình. Năm nay dù đang làm ở vị trí hay lĩnh vực nào, cô bác cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, được trao nhiều cơ hội và nhiều nguồn lực hơn để thể hiện bản thân. Đó là may mắn nhưng cũng là thách thức không nhỏ, tham vọng của quý cô bác nên được thể hiện đúng mức, đúng chỗ sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự nghiệp của bạn. Ngoài ra, sẽ có một số thử thách vào năm 2024, sẽ kiểm tra sự kiên nhẫn và khả năng xử lý tình huống của bạn. Tuy nhiên, chỉ cần cô bác kiên trì và quyết tâm hoàn thành công việc của mình, thì chắc chắn cô bác sẽ vượt qua một cách suôn sẻ. Lưu ý rằng, sao dịch mã cũng là điềm báo có sự điều chuyển về chức vụ hoặc thay đổi trong môi trường làm việc. Đó có thể là những điều chuyển về công tác nhân sự trong công ty, hoặc cấp trên ra quyết định kiện toàn lại bộ máy nhân sự, tổ chức lại nhóm dự án. Có thể có người sẽ được thăng chức, nhưng cũng có người sẽ bị sa thải. Dù bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp hoặc không chút liên quan, người tuổi Nhâm Dần vẫn nên duy trì thái độ làm việc chuyên nghiệp. Bất cứ lúc nào cũng phải thể hiện bản thân thật tốt trước mặt cấp trên, cũng là cách tự bảo vệ bản thân và thành quả mà cô bác đã gây dựng cho tới nay. Trong năm cô bác hãy cứ nhớ làm việc chăm chỉ hơn, tất nhiên việc duy trì mối quan hệ hài hòa và ổn định giữa các cá nhân, hạn chế tranh chấp hay xung đột với đối tác, đồng nghiệp cũng là điều cần thiết để không nảy sinh rắc rối. Nếu được cấp trên giao đảm nhận nhiệm vụ công việc mới, người tuổi Nhâm Dần nên nêu cao tâm lý siêng năng, năng động, câu tiến mày mò khiêm tốn học hỏi từ đồng nghiệp xung quanh để thích ứng với nội dung công việc mới càng sớm càng tốt. Về phương diện tài lộc, tuổi Nhâm Dần trong năm 2024. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2024, về phương diện tiền bạc, Giáp Thìn được dự đoán là một năm tài vận khó khăn với người tuổi Nhâm Dần, không có nhiều khoản thu mà nguy cơ hao tài cũng rất lớn. Tài lộc năm nay có thể nói là lên xuống thất thường, tính chất biến động rất mạnh, nên về mặt quản lý tài chính cô bác càng phải thận trọng kẻo phá tài. Đối với việc đầu tư và kinh doanh, bản mệnh cũng phải có tính toán cẩn thận hơn để tránh việc vung tiền vô ích. Trong năm quý cô bác cũng có cơ hội khám phá những nguồn kiếm tiền mới, chẳng hạn như đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, các loại quỹ. Song đừng quên những lĩnh vực đó tuy hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Vì vậy, hãy luôn bắt đầu với tâm thế vừa học vừa làm, quan sát và tích lũy kinh nghiệm trước khi thực sự vung tiền vào. Năm 2024, ngoài việc đảm bảo mức lương ổn định hàng tháng, người tuổi Nhâm Dần không nên quá sa đọa, lười biếng, chỉ nghĩ chơi hưởng thụ mà không chịu cố gắng làm ăn, cày kiếm trang trải cuộc sống. Nếu không hợp với kinh doanh, cô bác hoàn toàn có thể tìm những công việc bán thời gian phù hợp. Đừng quá cao ngạo mà coi thường những khoản thu nhỏ, bởi tích tiểu thành đại, nhiều món nhỏ gộp lại sẽ thành món lớn. Khoảng thời gian mùa thu trong năm Giáp thì được dự báo là giai đoạn có nhiều biến động tài chính thường xuyên, nhất là nên cần phải luôn đề cao cảnh giác và thận trọng trong các quyết định tài chính. Hãy cẩn thận không bỏ tất cả trứng vào một giỏ và quý cô bác nên đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình để giảm thiểu rủi ro. Nhìn chung, duy trì mức luân chuyển vốn ổn định, tiết kiệm nhiều hơn và không ngừng nâng cao năng lực quản lý tài chính là chìa khóa để cô bác an tâm ứng phó với những biến động tài chính trong năm nay. Về phương diện tình duyên,
Phương diện tình duyên và gia đạo của người tuổi Nhâm Dần trong năm 2024 chịu ảnh hưởng không nhỏ từ trạng thái cảm xúc bất ổn của con giáp này. Xem tử vi, người tuổi Nhâm Dần sẽ bị hung tinh Thiên Khốc ảnh hưởng, tình cảm dao động lớn, trở nên nhi xê và thường cảm thấy thiếu an toàn trong các mối quan hệ, từ đó nảy sinh cảm giác đa nghi hay ghen tuông, giận hờn. Mối quan hệ giữa các cặp đôi không được ổn định, thường xuyên xảy ra hiểu lầm do hành động hoặc lời nói vô ý. Hai người lại không sẵn lòng trao đổi và giải quyết kịp thời. Điều này sẽ chỉ khiến mâu thuẫn ngày càng sâu sắc hơn và cuối cùng cả hai có thể tính đến việc chia tay. Chính sự nghi ngờ lẫn nhau thường dẫn đến xung đột, hai bên nên tôn trọng ý kiến của nhau, sẵn sàng bao dung thấu hiểu để cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Đối với những người đã kết hôn, năm 2024 cũng sẽ gây ra nhiều khúc mắc trong hôn nhân, cả hai đều có tâm lý trốn tránh, không muốn trực tiếp giải quyết, nhưng nếu cứ lựa chọn cách né tránh như vậy, để chiến tranh lạnh kéo dài, không khí gia đình hậm hực đè nén, đợi đến ngày mà sự bất mãn tích tụ đến đỉnh điểm và bùng nổ hoàn toàn, đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Vợ chồng có mâu thuẫn thì nên tích cực trao đổi để giải quyết, thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau, cùng nhau duy trì sự hòa thuận trong gia đình, đó mới là cách để gìn giữ hôn nhân bền vững. Xét về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần trong năm Giáp Thìn không mấy lý tưởng, chịu tác động từ hung tinh Thiên Khốc và điếu khách. Vấn đề an toàn cần được lưu tâm hàng đầu trong năm nay, con giáp này có thể vì bất cẩn hoặc va vấp, té ngã mà bị thương, tai nạn, điềm báo cho thấy có họa đổ máu. Chú ý khi sử dụng các vật dụng sắc bén, mũi nhọn, đồng thời cũng phải nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an toàn trong quá trình làm việc. Tuân thủ luật giao thông khi di chuyển đi lại để bảo vệ an toàn cá nhân và phòng tránh tổn hại về thể chất và tinh thần. Cuộc sống hàng ngày cần được chăm sóc đặc biệt để tránh ngã quỵ, vì ngay cả những vết thương nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Những người có thói quen tập thể dục thể thao nên tránh tập luyện quá sức để giảm nguy cơ chấn thương. Công việc có nhiều áp lực cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của bản mệnh. Quý cô bác nên cố gắng giải tỏa tâm lý, suy nghĩ tích cực, đừng ôm đồm quá nhiều việc vào người mà đổ bệnh. Dù bận rộn đến đâu cũng nên chú ý đến cơ thể, đảm bảo thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, hạn chế tối đa việc thức khuya để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, quý cô bác cũng cần lưu ý đến tình trạng sức khỏe của người cao tuổi trong gia đình, thường xuyên quan sát để có thể phát hiện sớm những chứng bất thường, kịp thời chạy chữa, can thiệp y tế phù hợp. 3. Tử vi hàng tháng của tuổi Nhâm Dần 1962 trong năm 2024 như sau. Tháng 1 năm 2024, tháng Dần. Dục tốc bất đạt, tránh đầu tư mạo hiểm hoặc làm ăn đường mòn lối tắt kẻo tiền mất tật mang, sức khỏe giảm sút, đi đứng cẩn thận kẻo bị té ngã gây tổn thương tứ chi. Tháng 2 năm 2024, tháng Mão. Việc làm ăn nhiều áp lực, ít vận quý nhân, việc gì cũng đến tay khiến đương số lúc nào cũng tất bật, căng thẳng, gia đạo bất ổn, có sự hiểu nhầm gây rạn nứt trong quan hệ lứa đôi. Tháng 3 năm 2024, tháng Thìn. Phải đưa ra quyết định tài chính quan trọng, nếu thiếu sáng suốt sẽ bị lừa gạt số tiền lớn, đề phòng mất cắp của cải. Tháng 4 năm 2024, tháng Tỵ. Xuất hiện thách thức trong công việc, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để bứt phá, tạo dấu ấn riêng trong tập thể. Trong nguy có cơ, làm tốt còn được cất nhắc, trong nhà có hỷ tín, tin cưới hỏi hoặc sinh con đẻ cái. Tháng 5 năm 2024, tháng Ngọ. Cẩn thận đường sông nước, tránh tai nạn bất ngờ, tài lộc có dấu hiệu khởi vượng, nhưng chi tiêu vẫn nhiều, hầu như khó tích lũy. Việc làm ăn có cơ hội mở rộng, ký kết hợp đồng lớn, có quý nhân hỗ trợ về mặt tài chính, xoay vòng vốn làm ăn khá thuận. Tháng 6 năm 2024, tháng Mùi. Chuyện tình cảm bất ổn, có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại, đề phòng hỏa hoạn, đi lại cẩn thận tránh va quệt xe cộ. Tháng 7 năm 2024, tháng Thân, tránh đầu tư mạo hiểm hoặc tham gia các trò mây rủi kẻo cháy túi, rơi vào cảnh nợ nần, sức khỏe giảm sút, đề phòng các bệnh về mắt hoặc hệ thần kinh. Tháng 8 năm 2024, tháng Dậu. Trong gia đình có điểm tan chế, đi xa bất lợi, có thể bị nhờ xe bỏ dở hành trình hoặc mất trộm tiền của quý giá. Tháng 9 năm 2024, tháng Thất. Công việc có tiến triển tích cực, chuyển công việc hay lĩnh vực cũng có lợi tại thời điểm này, đương số nên cân nhắc. Tháng 10 năm 2024, tháng Hợi. Có dấu hiệu dịch chuyển môi trường làm việc hoặc thay đổi chức vụ, sự dịch chuyển mang tính tích cực nên chăng là cơ hội tốt để thử sức, tiền bạc tiêu hao nhiều, phần lớn để giúp đỡ người thân trong gia đình. Tháng 11 năm 2024, tháng Tý. Thu nhập có sự gia tăng do nhận được lương thưởng hoặc nguồn thu phụ,
Việc làm ăn tuy bận rộn nhưng đạt kết quả khả quan, có thể được đề bạt thăng tiến. Tháng 12 năm 2024, tháng Sửu. Cơ thể suy nhược do áp lực tinh thần, ưu tiên nghỉ ngơi, ăn uống cẩn thận kẻo bị ngộ độc thực phẩm trong các buổi tiệc tùng. Trong nội tộc có điềm tan chế, đi xa có lợi về tiền bạc, nhân hại về sức khỏe. Thưa quý vị, không biết ở đây có quý vị nào tò mò về tử vi tháng 1 âm lịch trong năm 2024 của quý tín chủ tuổi Nhâm Dần 1962 sẽ ra sao không? Vậy để Minh Đường tử vi bật mí phần luận giải của các chuyên gia nhé. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Nhâm Dần âm lịch. Chớ cho vay tiền, hạn chế đi đường xa, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng xấu từ thái tuế và mờ sát chiếu mệnh, nhưng tuổi Nhâm Dần chưa bao giờ có tư tưởng lùi bước. Quý cô bác nghĩ rằng, một tháng đen đủi không có nghĩa là cả năm đen đuổi, mình sống có tâm ắt sẽ có tầm. Bên cạnh đó, nguyệt lệnh trường sinh cũng giảm bớt vận xui cho con giáp này. Bằng tinh thần chịu khó, kiên trì, quý cô bác có thể vượt qua mọi rắc rối tháng 1 âm một cách suôn sẻ. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nhắc nhở, tuổi Nhâm Dần dù có gặp được cơ hội tốt thì khi gặp vấn đề cũng cần thận trọng. Không nên bất cẩn để tránh những sai sót trong phán đoán dẫn đến rắc rối. Quý cô bác có khả năng làm việc tốt và phát triển năng lực của bản thân, nhưng hay cũng có tâm lý dễ tự ái, dễ mâu thuẫn với cấp trên khi có chuyện xảy ra, nên dễ dàng bị cô lập hoặc bị kẻ xấu gài bẫy và buộc tội. Đầu năm mới tuổi này đặt công việc lên trên cả tình cảm, dù đôi lúc hơi khô khan và bận rộn, nhưng cô bác vẫn làm tốt công việc của mình, chỉ có điều nhiều người không hài lòng với thái độ của bạn. Tử vi sự nghiệp, tuổi Nhâm Dần tháng 1 âm lịch năm 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Nhâm Dần âm lịch cho thấy công việc đầu năm mới không thuận lợi vì ảnh hưởng của thái tuế, đặc biệt là những người đang nắm giữ chức vụ quan trọng trong công ty hoặc những người sắp phải công tác xa, làm công việc mang tính chất phải di chuyển nhiều. Khai xuân làm việc nhớ cẩn thận an toàn lao động, tránh xa thị phi nơi công sở, chỉ nên bàn tới chuyện vui, tuyệt đối không được bàn lùi hay nói xấu, không tốt cho công việc của cô bác sau này. Người nào sắp làm giấy tờ quan trọng để đi nước ngoài hoặc nắm giữ tài liệu sổ sách liên quan tới tiền bạc, đối tác thì phải cẩn thận, kỹ tính một chút để bản thân không dính vào rắc rối, kiện tụng, cãi cọ. Tháng này tuổi Nhâm Dần nên đặc biệt chú ý đến việc duy trì các mối quan hệ cá nhân, ai nói xấu gì về mình cũng nên im lặng để nhân quả phán quyết và phải xử lý vấn đề liên quan tới công việc một cách cẩn thận và làm việc một cách khiêm tốn khi tiếp xúc với mọi người. Cô bác nên thận trọng làm nhiều nói ít, đừng tranh giành với người khác thì mới có được một tháng bình yên. Tử vi tài lộc, tuổi Nhâm Dần tháng 1 âm lịch năm 2024. Tài vận ở mức trung bình, chú ý bảo quản tiền bạc, tránh đầu tư quá mức, thận trọng trong việc cho người khác vay mượn của cải. Đầu năm mới ai hỏi đến chuyện mượn đồ hay vay tiền thì nên từ chối khéo, tuyệt đối không cả nể mà đồng ý với người ta. Nhâm Dần vốn tính tình thật thà, hiền lành, ngoài lạnh trong nóng nên hay tin người, dễ bị người ta lợi dụng, nhiều người bằng mặt nhưng không bằng lòng với bạn. Thấy cô bác ăn nên làm ra thì ghen ăn tức ở, chỉ cần sơ hở là tìm cớ hạ bệ nói xấu bạn, đầu năm mới hãy cẩn thận tránh xa những kẻ dẻo miệng. Âm sát hung tinh cũng nhắc nhở con giáp này hạn chế đầu tư hay hùn vốn làm ăn trong tháng 1 âm, đừng nghe người ta dụ dỗ ngon ngọt rồi dốc tiền vào. Nếu cô bác đầu tư vào lĩnh vực mới thì chắc chắn giữa đường sẽ có chuyện không hay, mất trắng tay, thà giữ của cải trong tháng này còn hơn là đầu tư. Tết đến những chuyện như sắm sữa cho gia đình và bản thân là chuyện rất bình thường, không nên tính toán thiệt hơn, hãy thoải mái đầu óc lên nhé. Tử vi tình duyên, tuổi Nhâm Dần tháng 1 âm lịch năm 2024. Hôn nhân và tình yêu sẽ gặp nhiều may mắn, vợ chồng hòa thuận, người chưa kết hôn sẽ được người khác phái ưu ái. Đây là tháng tương đối thuận lợi trong chuyện đôi lứa nhờ nguyệt lệnh trường sinh chiếu cố. Vận khí tình cảm của nữ mệnh cuối tháng không tốt, có nhiều khúc mắc trong vấn đề tình cảm đôi lứa, đặc biệt là những cô bác trẻ chưa lập gia đình. Chưa có người yêu thì nên chọn người yêu cẩn thận, đặt tiêu chuẩn cao trong chuyện hẹn hò kẻo gặp phải người xấu. Tháng này có lợi cho việc sinh nở con cái hoặc thăm hỏi người thân ở xa quê, tháng của sự đoàn tụ và ấm áp, gia đạo có thêm nhiều niềm vui về tận cửa nhà. Nữ mệnh muốn cầu con cái thì hãy tranh thủ đầu năm mới này chăm làm việc thiện và để bản thân có tâm trạng thực sự thoải mái. Vợ chồng chăm sóc nhau thì tin vui sẽ sớm tìm về, cô bác nào đang mang thai thì được nhiều người quan tâm và gửi lời chúc phúc. Tử vi sức khỏe, tuổi Nhâm Dần tháng 1 âm lịch năm 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Nhâm Dần âm lịch nhắc nhở, dù ở độ tuổi nào Nhâm Dần cũng nên tắm nước nóng thường xuyên trước khi đi ngủ.
để thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp cơ thể và tinh thần thoải mái dễ đi vào giấc ngủ hơn, hạn chế được bệnh về da và cổ họng. Tại sao đầu năm mới thay vì chè chén bia rượu, cô bác lại không thư giãn, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng hay uống một tách trà thảo dược để xoa dịu cơ thể và tâm hồn căng thẳng của bạn, tâm trạng vui vẻ thì cả năm sẽ hanh thông. Sắp tới xảy ra nhiều chuyện khó chịu, con giáp này sắp mất kiên nhẫn. Hơn nữa, do tâm trạng thất thường quá cao nên dễ gây ra các bệnh về thần kinh trong nửa cuối tháng, đặc biệt là những người trung tuổi, các bạn nên chú ý hơn nhé. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Nhâm Dần 1962 trong năm 2024. Cách hóa giải vận xui hiệu quả trong năm 2024 cho tuổi Nhâm Dần để hạn chế hay phòng tránh những xui xẻo gặp phải trong năm 2024. Người tuổi Nhâm Dần có thể tham khảo một số cách hóa giải dưới đây, tuy đơn giản nhưng khá hiệu quả, hãy chiêm nghiệm nhé. 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Dù là việc lớn hay nhỏ thì cần tắc vô ưu, hành sự thận trọng, có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp tuổi Nhâm Dần dễ dàng có được thành quả như mong đợi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có, như đấu đá nội bộ, thị phi, bất cẩn về ký tái giấy tờ. Đương số cần nhớ rằng, sức lao động là cái gốc, phong thủy cũng chỉ như nắng gió mưa thêm vào, châm mà đủ nhiều gốc to thân khỏe, thì tự có tự thành thăng hoa, lười làm lười nghỉ, gốc yếu thân cục, tưới bao nhiêu nước, cải bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu người, dâng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàng xui xẻo mà thôi. Tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa, chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp tuổi Nhâm Dần tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, đón năm 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, các khí gia tăng. Trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Nhâm Dần 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện, tê từ công danh, tài lộc, tới tình duyên, sức khỏe, chúc quý bạn tuổi Nhâm Dần năm mới vạn sự cát lành. Người tuổi Nhâm Dần đừng quên theo dõi tử vi hàng ngày, hàng tuần, tử vi hàng tháng và tử vi trọn đời được cập nhật thường xuyên trên lịch ngày tốt để chủ động hơn cho các kế hoạch trong cuộc sống nhé. Lời Phật dạy về thị phi, không tranh cãi là cách giải quyết nhanh nhất. Lời Phật dạy về thị phi, buồn phiền trong cuộc sống đều là căn nguyên gây nên những điều đau khổ, thị tức là đúng, phi tức là sai. Hai chữ này đi với nhau ý muốn nói những chuyện trên đời này qua miệng lưỡi thế gian bỗng trở nên khó phân biệt đúng sai. Thị phi cũng giống như hai màu đen và trắng, cảm xúc ghét và thương. Chúng là những mảng đối lập nhau nhưng lại chẳng thể tách rời. Chúng khiến cuộc đời vốn đầy rẫy phức tạp càng trở nên phức tạp hơn nữa. Đối mặt với thị phi, có người lựa chọn biện bạch, có người lựa chọn yên lặng, có người chọn ôm đồm, cũng có người chọn né tránh, chẳng ai thích chuyện thị phi, nhưng cũng chẳng ai thoát được thị phi, chúng được ví như gió bụi, không khí ở hư không, chẳng hề nhìn thấy được, nhưng luôn tồn tại song song với con người. Con người thường thích than phiền, chỉ trích và phê phán người khác, đây là một loại bệnh nan y cần phải trị lập tức. Đừng nhìn đời bằng gam màu loang lổ cảm xúc của chính mình, biện pháp chữa bệnh duy nhất là không sân si, không hơn thua, không chê bai, không trách móc. Nếu muốn phê bình người khác thì phải chỉ rõ thế nào là đúng, thế nào là sai. Đối mặt với mọi chuyện trong cuộc sống, ta phải học được cách không tranh cãi cho bằng được. Có câu bệnh vào từ miệng, họa ra từ miệng, câu này nghĩa là tham ăn và thích buôn chuyện chính là thói quen xấu của con người, làm ảnh hưởng tới sức khỏe về sinh lý và gây nên sự tranh chấp giữa người với người. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.